Dạ, thì em cũng trình bày về công ty cổ phần nước môi trường Bình Dương BWE. Thì đầu tiên thì cũng đi sơ qua về cái mặt doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty. Thì em thống kê từ năm 2017 tới 2021. Thì nhìn biểu đồ ở bên đây em có thống kê là về doanh thu và lợi nhuận sau thuế thì cũng có một cái mức tăng trưởng đều hàng năm từ 2017 đến 2021. Và về phần nợ vay thì cũng có về tăng lên từ 2017 đến 2021 do BWE đầu tư và mở rộng cái quy mô nhà máy cung cấp nước sạch cũng như là nâng công suất của mình lên. ROE thì tăng trưởng rất là mạnh trong những năm vừa qua. Còn về tỷ lệ nợ chia cho vốn chủ sở hữu thì ban đầu cũng có một thời gian tăng rất cao nhưng sau này có một cái dấu hiệu giảm dần. Thì nợ thì tăng lên nhưng mà doanh thu với lại lợi nhuận sau thuế thì có sự tăng trưởng, vì vậy em đánh giá đây là công ty sử dụng nợ vay rất là tốt để tăng trưởng về mặt doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty. Tiếp theo về phần thứ hai chính là nhất thì em cũng thống kê về dân số trung bình của tỉnh Bình Dương. Cái này em lấy số liệu từ trên mạng. Thì dân số thì em cũng thống kê qua biểu đồ đây, từ 2017 đến 2021 thì cái dân số của tỉnh Bình Dương thì tăng trung bình là trên 5% mỗi một năm. Về cái thứ hai nữa là đây thì em cũng có đọc một cái bài báo mới đây, chính là Bình Dương tiếp tục mở rộng diện tích của khu công nghiệp trong năm 2022 đây. Thì Bình Dương hiện đứng thứ hai trong cả nước về thu hút nguồn vốn FDI của nước ngoài, thì chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh thôi. Và tỉnh Bình Dương thì có 34 khu công nghiệp đã được chấp thuận về quy hoạch theo văn bản của Thủ tướng Chính phủ. Và đến nay tỉnh đã thành lập được 29 khu công nghiệp và đã đi vào hoạt động đến 27 khu công nghiệp. Thì kết hợp với hai yếu tố trên thì em đánh giá chính là đây là một cái tín hiệu tích cực đến từ việc mà dân số của tỉnh Bình Dương tăng trưởng hàng năm là khoảng 5% và các nguồn vốn FDI đổ vào tỉnh Bình Dương sẽ thu hút được cái nguồn FDI đó để doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, thì sẽ thu hút được cái lượng lớn lao động trong thời gian tới và tạo ra cái nguồn mà cung cấp nước sạch cho BWE. Đây em có thống kê đây lấy từ của trang BWE. Thì đây chính là biểu đồ về tăng trưởng doanh thu của công ty. Thì từ năm 2000 cho đến năm 2020 thì cái tổng doanh thu và cái doanh thu của mảng nước thì tăng đều và duy trì hàng năm. Đây chính là biểu đồ về tăng trưởng lượng nước sạch và công suất cấp nước của BWE thì luôn duy trì và dư công suất để có thể cung cấp được cái nhu cầu mà sử dụng nước cho người dân của tỉnh Bình Dương. Đây chính là đi qua về cái cơ cấu doanh thu của BWE. Thì BWE có 3 mảng kinh doanh chính, chính là mảng kinh doanh chính chính mà có một nguồn doanh thu và lợi nhuận cao nhất, chính là mảng cung cấp nước sạch. Ngoài ra thì còn có xử lý rác và xử lý nước thải. Còn đây là biểu đồ về tiêu thụ nước bình quân đầu người của tỉnh Bình Dương. Và cái tiềm năng thì theo thống kê thì còn tăng trưởng rất là mạnh trong tương lai. Nói về triển vọng về nhu cầu sử dụng nước của tỉnh Bình Dương thì cái này em lấy từ cái công văn quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương vào năm 2016. Thì cái nhu cầu sử dụng nước của tỉnh Bình Dương theo thống kê là đến gần nhất là năm 2025 thì vẫn có sự tăng trưởng do dân số và một số lượng lao động cũng như là các nhà máy mới đi vào hoạt động của Bình Dương, tính đi vào hoạt động trong tỉnh Bình Dương trong thời gian sắp tới. Đi đến về cái yếu tố mà BEP mà chúng ta học thì về thứ nhất là về chính trị, thì em đánh giá Việt Nam thì là một những nước cũng có chính trị ổn định, thì cái nhu cầu sử dụng nước thì vẫn duy trì thì cũng không có sự ảnh hưởng gì. Còn về kinh tế thì yếu tố kinh tế có xấu nhưng mà theo đánh giá là cũng tác động, cũng có tác động nhưng cũng không quá lớn đối với ngành thiết yếu như là nước sạch như là của BWE.
Về xã hội thì như em cũng đánh giá lúc nãy thì dân số của tỉnh Bình Thôi Dương tôi gọi thì em các đi công chơi ty xí nghiệp thì cũng ngày rồi. càng tăng, thì cũng thúc đẩy được cái quá trình cung cấp phát triển cũng như là cung cấp nước sạch của công ty. Về cái yếu tố công nghệ thì là áp dụng công nghệ và công ty luôn tối ưu chi phí hoạt động của mình. Về cái chuỗi giá trị của B2B thì cái nguồn đầu vào của công ty thì thứ nhất chính là nước sông, đây là nước sông của Đồng Nai, sông Sài Gòn. Còn về cái mảng mà xử lý rác thải và nước thải thì cái nguồn đầu vào là rác và nước thải, thì sau đó đưa vào cái nhà máy sản xuất thì cũng là lọc nước sạch qua cái hệ thống của nhà máy, cũng như là về mảng xử lý rác và nước thải thì cũng thông qua cái hệ thống của nhà máy, và đầu ra chính là nước sạch để cung cấp cho người dân. Ngoài ra đầu ra thì B2B cũng nghiên cứu ra sử dụng cái lượng nước sạch đó của mình để vào cái quá trình sản xuất tạo thành cái sản phẩm là nước uống đóng chai. Ngoài ra thì công ty cũng nghiên cứu thêm về các công nghệ như là sử dụng những cái cặn bùn trong cái quá trình mà lọc nước, thì sẽ nghiên cứu và sử dụng những cái chất cặn đó và sản xuất ra được gạch và phân bón. Và khách hàng chính của B2B chính là người dân của tỉnh Bình Dương và công ty và của các khu công nghiệp. Và về em đánh giá về lợi thế cạnh tranh chính là chủ yếu là độc quyền và phân phối cung cấp nước sạch cho tỉnh Bình Dương, và cái lợi thế độc quyền là cái yếu tố trên hết của B2B. Và hiện tại công ty có tổng cộng là 9 chi nhánh cung cấp nước, ngoài ra thì cũng có một phần cung cấp nước cho huyện Trân Thành của tỉnh Bình Phước, mô hình Firefox. Thì thứ nhất là về áp lực từ nhà cung cấp, thì nhà cung cấp ban đầu chính là nước sông, thì đây chính là một cái nguồn rất là lớn và không bị phụ thuộc vào ai. Cái quá trình sản xuất của công ty thì lọc nước thì cũng khá phức tạp, nhưng mà cái lợi thế của B2B chính là độc quyền, vì thế là chỉ có công ty mới sản xuất ra được nước sạch để cung cấp cho người dân của tỉnh Bình Dương. Và đặc điểm của sản phẩm đầu ra thì sản phẩm chính là nhu cầu thiết yếu của mọi người dân và không thể bị thay thế được, thì ai cũng phải dùng nước sạch. Về sản phẩm đầu ra thì cũng có nhiều sản phẩm chính là nước sạch, nước uống đóng chai, gạch và phân bón, thì cái sản phẩm nó cũng ổn định về giá cả. Và cái cuối cùng chính là áp lực từ người mua. Người mua thì không có quyền trả giá cho cái sản phẩm này, bởi vì cái sản lượng nước sạch đó thì đã được niêm yết hàng năm với cái giá cả bao nhiêu rồi, vì vậy người mua sử dụng bao nhiêu thì trả tiền bấy nhiêu thôi, chứ không có quyền trả giá, và khách hàng cũng không thể nào chuyển đổi cái sản phẩm khác ngoài nước sạch. Vì vậy đánh giá yếu tố độc quyền và là sản phẩm cực kỳ thiết yếu đối với mọi người dân, nhà máy và công sở, và đã tạo thành cái chuỗi khép kín và cung cấp nước sạch độc quyền và cũng là lợi thế cạnh tranh mạnh nhất của BWE. Đánh giá về 6 yếu tố về ban quản trị điều hành mà chúng ta học. Về yếu tố thứ nhất là ban lãnh đạo, thì em đánh giá là khá tín tiến mà em không tìm ra được thông tin nên em không đánh giá về yếu tố này. Về yếu tố thứ hai là về công nghệ thì BWE liên tục mở rộng công suất của nhà máy nước cũng như là lắp các nhà máy cung cấp nước sạch khác với quy mô rất là lớn, và cái tỷ lệ thất thoát nước của BWE chỉ ở mức 5% và xếp thứ ba tại khu vực châu Á thấp Thái Bình Dương, và có thể là thấp nhất Việt Nam chỉ sau Nhật Bản và Singapore thôi. Còn thứ ba thì về hành động vì quyền lợi cổ đông thì cũng có chia cổ tức hàng năm trung bình là khoảng 12%. Về thứ tư thì cũng công ty cũng đã sử dụng một cái nguồn vốn hợp lý để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Như là ban đầu đã nói là về khoản nợ vay thì có tăng, nhưng mà doanh thu và lợi nhuận cũng tăng trưởng đều qua hàng năm, thì công ty đã sử dụng hợp lý cái nguồn vốn này để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Thì thứ năm là về văn hóa doanh nghiệp thì em không đánh giá yếu tố này. Thứ sáu thì luôn tối đa hiệu quả sản xuất kinh doanh và giảm tỷ lệ thất thoát nước và ứng dụng ra những công nghệ và để sản xuất ra được các sản phẩm như là phân, gạch và điện để tối ưu chi phí của mình. Về 6 yếu tố đó thì có 2 yếu tố em không đánh giá được. Ngoài ra thì cũng còn 4 yếu tố thì em đánh giá thì công ty đã làm tốt
Tốt, vì vậy em đánh giá tổng quan là khá tích cực. Sơ bộ thì về một cái biểu đồ về tỷ lệ giảm thất thoát nước của BWE thì từ đây là năm 1999 thì cho đến năm 2020 thì tỷ lệ thất thoát nước của BWE thì càng ngày càng có dấu hiệu càng giảm dần, và trong năm 2021 và dự kiến 2022 thì tỷ lệ thất thoát nước của BWE có thể là trên dưới 5%. Đây là một cái tỷ lệ là rất là thấp luôn, có thể là thấp nhất Việt Nam. Vì cái tỷ lệ thất thoát nước này mà càng giảm thì sẽ tối ưu được cái chi phí, sẽ làm tăng được cái lợi nhuận của công ty. Và về cái yếu tố mà định giá, em đánh giá cuối cùng thì cái giá đóng cửa vào ngày 21 tháng 1 2022 là 15. Và cái bài này em cũng làm cũng hồi trước Tết rồi, nhưng giờ mới có dịp trình bày thì em cũng chưa kịp sửa lại. Thì chúng ta lấy cái ngày này vào 21 tháng 1 thì cái giá khoảng 44.8, và cái lợi nhuận sau thuế năm 2021 vào cái thời điểm đó cũng mới công bố là 743 tỷ. Cái PE chính là em tính là được bằng 9.4 lần, và cái PE mà ở mức trung bình hấp dẫn thì của BWE là khoảng 7.5 lần, còn cái mức mà định giá cao thì khoảng 11 cho đến 12 lần vào năm 2022. Thì dựa trên cái cơ sở mà tăng giá nước bán 5% từ năm 2018 đến 2022 của Ủy ban dân tỉnh Bình Dương thì em đánh giá thì sẽ làm cho tăng được cái biên lợi nhuận của công ty, vì vậy sẽ làm tăng trưởng cái lợi nhuận sau thuế của công ty. Và dự báo của cá nhân của em thì lợi nhuận sau thuế năm 2022 của công ty thì sẽ đạt 870 tỷ cho đến 880 tỷ. Thì cái PE forward, cái giá hiện tại là của em đánh giá là của cái ngày 21 tháng 1 là 7.85 lần, thì cái mức định giá này cũng quan tâm, thì em đánh giá cũng khá hấp dẫn để đầu tư cho năm 2022. Và PE forward kỳ vọng của em là khoảng PE bằng 10, vì vậy cái giá kỳ vọng cho năm 2022 của em là khoảng 56.000 đồng một cổ phiếu. Phần trình bày của em thì cũng đến đây là hết rồi, mong thầy và mọi người có chia sẻ cũng như góp cho em thêm cái góc nhìn để hoàn thiện thêm cái bài phân tích của em ạ. Thì về PES thì anh đánh giá chính trị như vậy là rất là hợp lý, đúng không? Chính trị ổn định rồi là liên quan đến họ cũng sẽ tạo cơ chế thuận lợi, và cũng mong muốn là việc tỷ lệ sử dụng nước sạch cao hơn. Thì đấy là chính sách nhà nước thì về cơ bản là tích cực. Về cái yếu tố kinh tế thì có chỉnh một chút xíu thôi. Đó là yếu tố kinh tế nó tác động có cái sự tiêu cực. Nhưng mà tiêu cực ở đây là tiêu cực rất ngắn hạn trong cái thời gian Covid thôi. Chứ còn về cái kinh tế mà nó tăng trưởng phát triển, khu công nghiệp mở rộng nhiều, đúng không ạ? Đúng không ạ? Kinh tế mọi người phát triển nhiều hơn thì người ta sẽ sử dụng nước như nào? Nhiều hơn rất nhiều. Thì thực tế cái yếu tố kinh tế này về mặt dài hạn ấy thì nó là tác động rất tích cực. Anh Tài nhé. Đúng không ạ? Chúng ta thu nhập cao hơn thì chúng ta thay vì chúng ta tắm bằng ngày xưa thì tắm bằng cái xô nhựa. Đúng không ạ? Thì chúng ta chuyển sang tắm bằng vòi sen. Chuyển sang tắm vòi sen xong sau này thì lại chuyển sang tắm bằng cái bồn tắm, đúng không ạ? Rồi thậm chí cả Đúng bể bơi, rồi vân vân, đúng không ạ? Thì nó sẽ rất tốt, rất tốt. Được rồi, mời 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 anh Tài có thể đưa ra cái chuỗi giá trị và mô hình kinh doanh được không? Chuỗi giá trị này nào? chuỗi giá trị mô hình Đúng rồi, SIBOC của doanh nghiệp đó. đúng rồi. Cái này thì Phục chia sẻ một cái này rất hay ấy. Cái xử lý rác thải, nếu mà tương lai kinh tế của mình phát triển ấy, thì cái xử lý rác thải cũng là một cái động lực tăng trưởng rất mạnh cho cái doanh nghiệp này trong tương lai. Ở những cái nước phát triển, ở những cái thành phố phát triển ấy, nước phát triển ấy, thì các anh chị biết nước thải hàng ngày chúng ta thải qua nó chảy đi đâu không? Chạy ra xong Ở Việt Nam thì là chảy ra sông hoàn toàn, nhưng mà các anh chị có biết rằng là ở trên thế giới ấy, tất cả các cái đường ống nước thải của các hộ dân ấy nó đều chảy về nhà máy. Thế là từ nhà máy người ta mới xử lý. Thế thành ra các cái dòng sông rồi các cái kênh rạch của người ta nó mới rất là thơ mộng, rất là đẹp. Và ở Nhật Bản người ta mới thả được cá koi ở đấy. Đó, các anh chị đã bao giờ tưởng tượng ra là ở nước ngoài nó kinh khủng đến thế chưa? Tưởng tượng ra bao giờ chưa? Đấy, nhưng thực tế là như thế. Tức là các cái đường đường lối nước thải từ các hộ dân ý, tất cả nó dồn hết về đường ống để về nhà máy.
Đó, đấy là các cái nước phát triển. Việt Nam mà nâng tầm được đến như thế thì cuộc sống của chúng ta tuyệt vời lắm, sạch sẽ lắm, cao lắm. Thì những cái công ty như này có gì, có cái công việc rất là tốt. Đấy là chia sẻ thêm một chút thôi. Đúng không? Và quay lại nhìn tổng chung, phải nói là thực sự đây là một cái bài trình bày rất ấn tượng, rất ấn tượng, rất ấn tượng. Thì anh Tài về, anh Tài cập nhật cái kết quả kinh doanh và sản lượng các thứ của năm 2021 nhé. Thì có, sắp có rồi thì anh cập nhật vào nhé. Nhưng mà tổng kết lại phải nói là một bài này thực sự rất ấn tượng. Nó đáp ứng đầy đủ các cái tiêu chí mà chúng ta cần để phân tích đánh giá một doanh nghiệp. Và cứ thế chúng ta cứ theo dõi nó, cập nhật nó. Thì chúng ta đã hiểu thấu về doanh nghiệp rồi. Thì khi nó giá rẻ, giá mềm hay thế nào thì đấy lại là cơ hội để chúng ta tích lũy, tích sản lâu dài. Rất tốt. Đầu tư rất tốt. Đó, thì rất là cảm ơn anh Tài có một cái bài trình bày có thể nói là xuất sắc.